mình là Ngọc Duyên nè. Thì trong video ngày hôm nay mình định quay cho mọi người xem cách mà mình may noodle như thế nào. Thì noodle là một cái con quỷ hoặc là một cái con quái vật rất là nhỏ, mà nó có một cái khuôn mặt rất là tấu hề mọi người, nó giống vậy nè. Đó, thì vẽ noodle nó có rất là nhiều kiểu khác nhau. Mình có thể vẽ cây, vẽ chữ hoặc là đơn giản là một cái hình tròn nào đó thôi. Miệng nó hình tròn mà tay thì lại vẽ hình vuông là sao trời. Mà miễn sao nó có một cái khuôn mặt rất là đặc biệt. Cái định nghĩa này á, là do mình tự suy nghĩ ra thôi nha mọi người. Chứ khi mà mình lên mạng á, thì nó ghi là những cái nét vẽ mệt ngoạc mình làm khi mà mình lơ đãng, nói chung là bla 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 giết thời gian gì đó. Ngày xưa mình có một cái quyển tô màu á, toàn là hình noodle không, tại vì mình thấy mấy cái con đó nó vui vui dễ thương thì sao á, cho nên giờ mình suy nghĩ là mình sẽ may mấy cái con đó. Mình không biết nó như thế nào nữa nhưng mà mình nghĩ nó sẽ rất là dễ thương. Ok, bắt đầu làm thôi. Giờ mình sẽ đi tìm hình nha. Theo mình thấy thì muốn tìm hình đẹp thì chỉ có vô cái trang này thôi. Trời, một đống tất cả những hình rất là dễ thương luôn nè. Tại vì nhiều hình dễ thương như vậy đó, cho nên á, mình ngồi tìm rất là lâu luôn á mọi người. Kiểu là mình sẽ tìm những cái hình đặc biệt nè, với lại dễ may nữa. Quá trời hình siêu là đẹp luôn, nhưng mà khó may lắm đó nha. Nè mọi người, mình thích cái hình này lắm luôn á, nhưng mà mình không có may được, buồn ghê vậy đó. Hình này thì mình sẽ chọn con này. Còn hình này là mình sẽ chọn cái con này nè. Hình này thì mình sẽ chọn tới hai con này nha. Bước đầu tiên thì mình sẽ lấy giấy nè với bút để vẽ mấy cái con đó. Đây là hình của mấy bả nè. Mọi người thấy kỹ rồi ha. Giờ thì mình sẽ bắt đầu vẽ cái con này nha. Như vậy là xong được một hình rồi nè mọi người. Giờ mình sẽ làm tương tự với ba hình còn lại nha. Đây, sau một hồi thì mình đã vẽ xong hết rồi đó. Cho mọi người xem kỹ cái hình vẽ của mình nè nha. Sắp xếp lại cho nó đẹp cái đã. Tiếp theo thì mình sẽ cắt cái hình này ra hen. Ok, xong hết rồi nè. Mình sắp xếp lại cho mọi người dễ nhìn hơn. Hình đã cắt xong rồi thì tiếp theo là mình sẽ may nó thôi. May noodle thì mình sẽ sử dụng vải len giả nỉ. Thì cái vải này mình đã sử dụng một lần rồi trong cái video mà làm quà tặng bạn á. Thật ra thì mình định mua thêm vài màu khác nữa, nhưng mà dịch rồi mình không có đi đâu hết, cho nên mình chỉ có nhiêu đây nguồn vốn để làm thôi mọi người. Mình sẽ đi chọn màu vải cho các chi tiết trên cái con này.
Ok, đây là những cái màu vải mà mình sử dụng để may cái con này. Giờ này ha, mình sẽ cắt từng miếng chi tiết của cái hình này ra để can lên cái vải. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái kẹp này đây nè, để kẹp những cái chi tiết nhỏ xíu này lại, không thôi nó sẽ bay tùm lum tùm la hết. Rồi ok, xong, chuẩn bị cho bước tiếp theo thôi. Can hình ra vải thối nèo. Sau một hồi đã cắt xong thì đây là bãi chiến trường kèm theo nè mọi người ơi. Wow, trời đất. Nên thôi giờ mình phải đi dọn dẹp lại đây. Sau khi dọn dẹp xong thì đây là kết quả mà mình đã cắt xong rồi nè. Mình đã lựa chỉ cho những cái con này rồi đó mọi người. Trước khi bắt đầu may thì mình sẽ sắp xếp nó lại chút xíu để mình biết ở cái vị trí đó nó sẽ nằm ở đâu. Giờ may lần một nghen. Riêng với con này thì có những cái hình vẽ trên cái người của nó, cho nên mình sẽ lấy cục phấn để vẽ mấy cái đường đó rồi may theo. Rồi vậy là mình đã xong được một mặt của mấy cái con này rồi đó mọi người. Đây nè ha, phía sau lưng nó sẽ như vậy, in mấy cái đường chỉ vậy nè nha. Ok ha mọi người.
Giờ tới tiết mục dồn gòn này nha. Mình sẽ sử dụng cái tua vít này để dồn này nha. Ok. Và mình biết là tại may hơi bị ẩu cho nên nó mới không dính lại hết và nó đã bị bung ra nữa. Giờ mình phải đi may lại thêm một lần nữa. Rồi, mình đã sửa với lại dồn hết gòn mấy cái miếng này luôn rồi đó mọi người. Cũng may á, là chỉ sức chỉ có 4 cái thôi, không thôi là mình tiêu rồi. Trước khi may thì mình sẽ ghim kim định hình lại. Và đây là mặt sau nè mọi người, nhìn đáng sợ ha, hơi bị bén đó nha. Bén á. Giờ may lần 2 nè nha. Thì bước cuối cùng mình chỉ còn mấy kính là những cái chỗ này nữa là xong rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn nha mọi người. Và kết quả cuối cùng là... Ta-da! Oh my god! Wow! Ok luôn nha. Hết video rồi, bye bye mọi người nhá.